Bạn đã nghe về bảng giá đất mới sẽ áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026 chưa? Nếu chưa thì hãy xem hết video này nhé. Dưới đây là 11 trường hợp áp dụng bảng giá đất từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026 được quy định tại khoản 1 điều 159 Luật Đất đai năm 2024. 1. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. 2. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm. 3. Tính thuế sử dụng đất. 4. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. 5. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. 6. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 7. Tính tiền bồi thường khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai. 8. Tính tiền sử dụng đất. Tiền thuê đất khi nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. 9. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất với thửa đất đã có hạ tầng kỹ thuật. 10. Tính tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá cho hộ gia đình, cá nhân. Và 11. Tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.